Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà rất là gần với trường Đại học Kiểm sát Dương Nội, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với lại trung tâm thương mại Yên Môn Hà Đông. Với căn nhà này 30 m² thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Tuy nhiên, với 5 tầng này thiết kế 6 phòng ngủ. Đây là đường ô tô và kia là căn nhà nha quý vị. Với cái căn nhà này thì có ngõ cổng riêng. Đây chính là cổng của ngôi nhà. Căn nhà này đã có đầy đủ sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh, sẵn sàng sao tay ngay cho mọi người. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đường ngõ vào nhà với cái trước cửa nhà nó là 2,2 m, cách với đường ô tô đi lại 50 m. Từ vị trí căn nhà này cách với trường Đại học Kiểm sát Dương Nội 300 m, cách với lại trục đường chính Lê Trọng Tấn khoảng tầm 800 m, cách với Yên Môn Hà Đông 1,5 km. Sổ đỏ đầy đủ, diện tích 30 m. Thiết kế ra sao với phần chính của ngôi nhà đây mọi người ạ? Phần mặt tiền của ngôi nhà 3,4 m, cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa cuốn và bên trong là cửa gỗ kính. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, rất là chỉn chu. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay theo đúng hiện trạng. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Đây là cái phần phòng khách. Ở đây phần phòng khách được chủ nhà ốp vách PVC giả đá mọi người nha. Nhìn rất là đẹp, hợp lý, trần phào. Và với cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Bởi vậy cho nên với một căn nhà diện tích chỉ 30 m² thôi, tuy nhiên bước vào không gian nhà không ai nghĩ nó là 30 m, nó phải tầm 34-35 m đấy mọi người ạ. Đây là vách lam CNC ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách. Căn nhà này như Ngọc Anh đã chia sẻ ngay từ đầu video, nó tích hợp đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng, cơ sở vật chất, hạ tầng xung quanh cũng như là chợ, trường, phường, trạm, điện, đường đều đầy đủ, đáp ứng hết cho quý vị những tiêu chí mà khi mua nhà quý vị mong muốn. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Phần hoàn thiện tủ bếp của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là tủ gỗ An Cường, chống cong vênh mối mọt, độ bền từ 10 đến 12 năm. Và đây là cái phần phụ kiện bếp đi kèm, chất liệu toàn bộ inox 304, chậu rửa, vòi rửa cũng vậy nha mọi người. Với cái mặt bếp thì ốp đá, ốp bếp, xung quanh ốp gạch. Và căn nhà này giá chào bán hiện tại của chủ nhà đưa ra là 2,950 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và với căn nhà này thì vay vốn ngân hàng được bao nhiêu? Vay tối đa được 1,7 tỷ cho tới 1,8 tỷ tiền ngân hàng, với những cái lãi suất ưu đãi nhất và đến từ những ngân hàng uy tín nhất nha mọi người. Đây là cái không gian phòng bếp. Thực ra thì nó không quá rộng như quý vị nhìn thực tế ở đây. Nó không quá rộng nhưng nó đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Và đây thì ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, đáp ứng cho quý vị sử dụng. Ở phía dưới tầng 1 về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là nhôm hệ Việt Pháp, cũng cách âm rất là tốt. Tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 lên tới tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ tự nhiên, mặt bậc, cổ bậc cầu thang thì ốp toàn bộ là đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí của căn nhà cụ thể thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội rồi. Và với 6 cái phòng ngủ như Ngọc Ánh chia sẻ ban đầu thì thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Hành lang đi vào rất là rộng và thiết kế như sau mọi người nha. Phòng ngủ trước và phòng ngủ sau, 2 phòng ngủ, cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đây, toàn bộ tông màu sơn chủ đạo là màu trắng, hệ thống trần thạch cao, thiết kế rất là đẹp, trần phào cũng như là mọi cái, những cái đường chỉ như này rất là cầu kỳ mọi người ạ. Đó, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, xung quanh dân cư cực kỳ đông đúc. Cửa thông phòng của các phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Và dưới chân Ngọc Ánh ở đây thiết kế là sàn gỗ nha mọi người, sàn gỗ công nghiệp. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên và đây là căn phòng ngủ thứ hai hướng ra phía mặt ngõ. Đây, căn phòng ngủ này thì có một chút rộng hơn. Tuy nhiên thì cái công năng sử dụng nếu như dành cho một hộ gia đình thì nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhiều phòng ngủ quý vị có thể thiết kế phòng bố mẹ ở đây, phòng con cái ở bên kia thì mình dễ dàng quản lý con cái hơn. hoặc là với cái căn nhà này nó gần với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Thì nếu như quý vị anh chị nào có nhu cầu đầu tư về dòng tiền muốn để cái căn nhà này cho thuê thì theo Ngọc Ánh thấy, nhận định thấy nó cũng rất chi là hợp lý, bởi vì nó cái số phòng nó nhiều và cái vị trí đi lại nó rất là thuận tiện, cực kỳ dễ dàng cho thuê. Như vậy quý vị thay vì gửi ngân hàng thì quý vị có thể mua cái bất động sản này và có thể cho thuê hàng tháng, có một cái thu nhập thụ động rất là tốt. Đó. Đây là cửa thông phòng của tất cả các phòng. Với cái căn phòng ngủ này, hai phòng ấy thì diện tích nó khoảng tầm, ở phòng bên trong thì nó khoảng tầm được 8 m² và phòng này nó khoảng tầm được 9 m² mọi người nha. Ngoài ra đây là cái phòng vệ sinh ở giữa của hai phòng, đầy đủ công năng cho quý vị. Về hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc này, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Căn này ấy, thì hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng căn rồi. Theo như hiện trạng, quý vị chỉ việc xách vali về và ở, sổ đỏ riêng biệt từng căn. Mời mọi người theo em lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế giống hệt tương tự như tầng 2 và tầng 4 cũng vậy mọi người nhé. Đấy, đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên trong tầng 3. Phòng nào cũng vậy, phòng nào cũng được thiết kế rất là chỉnh chu, chu đáo. Quan trọng là vị trí giao thông đi lại thuận tiện, tích hợp cho quý vị đầy đủ những cái mong muốn mà quý vị khi mà mong muốn đi mua nhà ấy, thì sẽ tìm hiểu về chợ Trường Phường Trạm này, rồi là xung quanh có những cái điểm gì mà mình cảm thấy phù hợp. Ở đây thì gần với trung tâm thương mại Aeon Mall, gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với cầu Trắng, cầu Đen Hà Đông. Nói chung là đi lên trung tâm nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 3 km thôi. Cửa thông phòng của tất cả các phòng đây. Đấy, và đây là tầng 3, lên trên phía tầng 3 là chúng ta đã có 4 phòng rồi. Phòng vệ sinh ở đây. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Mỗi một tầng thiết kế một phòng vệ sinh. Như vậy 5 tầng có 4 phòng vệ sinh riêng biệt để đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Vì cái tầng 4 thiết kế giống hệt như tầng 2 và tầng 3 cho nên Ngọc Anh sẽ mời mọi người theo em lên phía tầng 5 của ngôi nhà, xem tầng 5 tầng cuối của ngôi nhà thiết kế ra sao nhé. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà trước sau đều thiết kế cho mình là sân phơi, xung quanh dân cư vô cùng đông đúc. Từ vị trí căn nhà này quý vị có thể nhìn thấy khu đô thị ở kia, ga Lê Simco, Lê Trọng Tấn, nhìn thấy Vinhomes Smart City, xung quanh dân cư ngập tràn, đông đúc vô cùng. Đây là phía sân phơi tiếp theo. Đó. Đây mọi người có thể nhìn thấy thực tế luôn, xung quanh dân cư như thế nào. Ngoài xin nhắc lại cho quý vị, với cái căn nhà này 30 m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, giá chào bán 2 tỷ 950 triệu, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Bởi vậy mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin, vui lòng trực tiếp liên hệ với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Ngọc Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.